Xin chào các bạn quay trở lại với vlog Vì Yêu Bay. Và cũng khoảng tầm tháng 3 này, 6 năm trước thì có một hãng hàng không đã phải ngưng hoạt động trong sự tiếc nuối của rất nhiều người, và đó là Emekong. Và cho VIP thì đã có dịp 2 lần đi cái hãng này. Và tuy nhiên thì khi đó thì chưa có làm vlog, cho nên là cũng chưa có quay lại được nhiều tư liệu để chia sẻ với các bạn. Và tuy nhiên hôm nay thì Travis cũng muốn chia sẻ lại với các bạn một chút thông tin về cái hãng hàng không này, để cho những bạn nào mà chưa từng được trải nghiệm có thể biết được là ngày xưa đã có những cái hãng với những cái loại máy bay rất là thú vị và dịch vụ cũng rất là thú vị. Và bây giờ mời các bạn cùng Travis quay ngược lại thời gian 6-7 năm về trước để trải nghiệm hãng hàng không Emekong. Emekong, hay tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Hàng không Mekong, đã từng là hãng hàng không tư nhân thứ 3 tại Việt Nam. Logo của hãng là hình ảnh cách điệu xếu đầu đỏ, loài vật quý hiếm của vùng hạ lưu sông Mekong. Hãng hoạt động từ ngày 9 tháng 10 năm 2010 với trụ sở chính được đặt tại sân bay Phú Quốc cùng đội bay 4 chiếc Bombardier CRJ-900. Về Bombardier CRJ-900 của Emekong, đây là loại máy bay phản lực cỡ nhỏ với 90 chỗ ngồi, tầm bay hơn 2.800 km, đường băng tối thiểu để cất hạ cánh là khoảng 1,6 km. Chính vì vậy, CRJ-900 có thể bay đến hầu hết các sân bay ở Việt Nam, đặc biệt là các sân bay mà vào thời điểm đó, máy bay phản lực như Airbus A320, 321 không thể hạ cánh như sân bay Côn Đảo, sân bay Dương Đông cũ ở Phú Quốc. Một điểm khá thú vị ở chiếc máy bay CRJ-900 này đó chính là động cơ nằm hẳn về phía sau đuôi. Điều này giúp làm giảm hẳn tiếng ồn trong quá trình bay, tạo sự thoải mái tối đa nhất cho hành khách. Đội bay của Emekong được thuê ước từ hãng SkyWest của Mỹ. Đội bay gồm 4 chiếc CRJ-900 này đã thực hiện 10.750 chuyến bay an toàn trước khi dừng bay vào ngày 28 tháng 2 năm 2013. Và đó là một số thông tin về hãng hàng không Emekong. Vậy còn trên máy bay thì hành khách sẽ được phục vụ như thế nào? Và trên các cái đường bay ngắn, dài thì hãng phục vụ ăn uống như thế nào? Trên máy bay thì ghế ngồi như thế nào? Thì bây giờ các bạn hãy cùng Travis đến với trải nghiệm chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo. Và vào ngày 5 tháng 4 năm 2012, Travis lần đầu tiên được trải nghiệm Emekong sau hơn một năm hãng hàng không này ra đời, với một chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Vé thì được mua gấp trong một lần có việc đột xuất đi Hà Nội trên trang web của hãng. Và từ những năm đó thì trang web của Emekong đã hoạt động khá tốt, giá vé thì cũng khá là cạnh tranh. Sau khi làm thủ tục, thẻ lên máy bay là một tờ giấy mỏng ghi thông tin chuyến bay và số ghế. Thẻ lên máy bay được cho vào một túi giấy nhỏ lịch sự để gài giấy tờ tùy thân gọn gàng cho khách. Thẻ hành lý cũng được ghim vào như thế này. Ngày đó, Travis bay chuyến bay P8-610, hành khách được đưa ra máy bay bằng xe buýt và đi lên máy bay bằng cửa trước. Không cần cầu thang hay ống lồng vì khách có thể lên máy bay bằng cầu thang của chính máy bay. Tàu bay khai thác cho chuyến bay này là Bombardier CRJ-900 với 90 chỗ ngồi, được sắp ghế theo cấu hình là 2-2. Thân máy bay khá nhỏ nhưng hãng cũng khai thác hạng thương gia và hạng phổ thông. Chuyến bay khởi hành khoảng 17 giờ. Sau khi máy bay bay bằng không lâu thì bữa ăn được phục vụ. Thì ăn khá ổn với một món nóng là cơm cá cùng rau củ quả hấp, tráng miệng là một phần sữa chua. Các loại nước cũng được phục vụ. Trên khay ăn còn có muỗng đĩa nhựa và khăn ướt mang biểu trưng xếu đầu đỏ của hãng cùng có khẩu hiệu khám phá Giang Sơn với xếu đầu đỏ. Chuyến bay khá ổn và êm. Thái độ phục vụ của các tiếp viên cũng không có gì đáng phàn nàn. Trong một lần khác thì vào ngày 18 tháng 8 năm 2012, Travis có chuyến bay khác với Emekong từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo. Đây là lần đầu tiên Travis đi Côn Đảo và thời đó thì vé còn khá rẻ, chỉ xấp xỉ 2,8 triệu đồng cho một vé khứ hồi. Trên đường bay này, ngoài Emekong còn có Vasco khai thác với tàu bay ATR-72. Với sân bay nhỏ và đường băng ngắn, sân bay Côn Đảo chỉ tiếp nhận được các tàu bay nhỏ. Vì thế, ngoài ATR-72 của Vasco thì Bombardier CRJ-900 của Emekong cũng có thể hoạt động tại sân bay này. Chuyến bay đi Côn Đảo có số hiệu P8-921. Chuyến bay khởi hành đúng giờ. Loại tàu bay phản lực này đưa hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Côn Đảo chỉ trong vòng 25-30 phút. Và với thời gian bay quá ngắn như vậy, những tưởng hành khách chỉ được phục vụ nước uống. Nhưng mà thật bất ngờ khi máy bay vừa bay bằng, các tiếp viên đã đi một vòng từ đầu tới cuối bay
phát cho mỗi hành khách một hộp giấy, trong đó có một cái bánh ngọt nhỏ và một hộp nước suối cùng một khăn ướt bên trong. Khi phát đến cuối máy bay, các tiếp viên ngay lập tức quay ngược trở lại đầu khoang máy bay để thu gom hộp giấy và rác. Mọi thứ diễn ra rất là nhanh và hành khách ăn miếng bánh, uống ngụm nước cũng nhanh. Tiếp viên đi phát bánh và thu dọn rác cũng nhanh. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, từ lúc máy bay nhấc khỏi đường băng sân bay Tân Sơn Nhất cho đến lúc chạm bánh xuống đường băng sân bay Côn Đảo. Và đó là chuyến bay ngắn nhất mà Travip được hưởng dịch vụ ăn uống của một hãng hàng không. Emekong bay chuyến cuối cùng vào ngày 28 tháng 2 năm 2013 và không bay trở lại nữa. Only this switch on inside the terminal. Disembarkation will be through the front door. On behalf of Emekong, Captain AP Waples and all crew members, will I say goodbye to you? Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2013 thì Emekong đã chính thức dừng hoạt động và cho đến nay thì hãng đã không bay trở lại như là một số thông tin trước đó. Dù sao thì ví dụ như Travip đây thì cũng khá tiếc nuối vì đó là một hãng hàng không rất là tốt. Và hiện nay thì thị trường hàng không như các bạn đã biết thì rất là sôi động với sự hiện diện của tới 5 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vasco, Jetstar Pacific, Vietjet Air và Bamboo và thêm một hãng thủy phi cơ là Hải Âu nữa với rất nhiều cái khung giờ cho các bạn lựa chọn và cũng như các dịch vụ để các bạn lựa chọn. Và đây là một cái vlog ngắn về Emekong và hy vọng đây sẽ là một cái vlog để cho những người đã từng đi Emekong có thể là gợi lại một chút kỷ niệm về hãng không này. Và đối với những bạn mà chưa biết và chưa đi Emekong thì là hy vọng đây là một cái vlog để các bạn có thể biết được là nhiều năm trước là ở Việt Nam cũng đã có một hãng hàng không nhỏ cũng đã bay những cái loại máy bay nhỏ đến các sân bay cả lớn cả nhỏ với dịch vụ rất là tốt, rất là thú vị. Và các bạn cũng đừng quên nhấn subscribe vào kênh của Yobay để ủng hộ chúng tôi nhé. Ngoài ra chúng tôi còn có một fanpage ở trên Facebook với địa chỉ như trên màn hình và một group cộng đồng ở trên Facebook là Yobay và du lịch. Các bạn có thể vào đó giao lưu với những thành viên khác để hỏi han hay là để hỗ trợ nhau tìm kiếm thông tin về máy bay và du lịch. Còn bây giờ thì xin chào các bạn.